Em trở lại kênh YouTube của Việt nha. Thì hôm nay mình tiếp tục mà làm một cái video như thế này. Thì sau khi cái clip mà mình up cái video mà các bạn nói cái nguyên nhân mà vì sao mà con ếch điều trị bệnh không hiệu quả, thì hôm nay tiếp tục cái lại trả lời các câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi là tại sao anh Việt, tại sao con ếch của em nuôi hoài không lớn, hay lại mang rất là nhiều loại thuốc hoài không lớn. Thì hôm nay thì mình sẽ cũng sẽ tiếp tục tổng hợp những cái nguyên nhân và những cái cách khắc phục là trong quá trình tại sao chúng ta nuôi con ếch mà không lớn ha. Vậy con ếch nuôi không lớn á, thì nó có rất là nhiều nguyên nhân ha. Thì mình không soạn ra mình nói không chính xác, nhưng mà mình sẽ nói hết những nguyên nhân về rất là nhiều nguyên nhân. Bây giờ nguyên nhân thứ nhất á, là nó có nằm trong cái clip mà bữa mình nói á, là con ếch bị nhiễm giun sán trùng lông. Là cái hiện tượng này là nó bị rất chi là nhiều và đang rất chi là phổ biến, bởi vì những yếu tố khác thì không nói. Thì cái yếu tố bị nhiễm trùng lông á, và nhiễm giun sán á, thì khi mà con ếch mình nuôi trong giai đoạn khoảng chừng 1 tháng ha, và 40 ngày 45 ngày mà chúng ta không tiến hành sổ định kỳ ha, nghĩa là chúng ta không sổ giun sán định kỳ á, thì trong quá trình làm thì trong cơ thể của con ếch mình á, thì nó sẽ có nhiễm giun sán trong bao tử và đường ruột ha. Thực sự ở đây khi mình mổ tỷ lệ ếch của những anh em mình ở đây, mình mổ ra mình lấy bao tử và đường ruột mình cạo cái lớp dịch nhầy á, mình đem lên kính hiển vi thì tỷ lệ nhiễm sán và trùng lông rất là cao. Thì đó cũng là cái nguyên nhân để làm cho con ếch của mình nó chậm lớn. Vì các bạn bạn biết cơ chế chế sao, khi mà cho cái đường ruột của con ếch á, khi nó ăn thức ăn vào thì trên bề mặt cái bao tử của con ếch á, nó tiết ra cái enzyme. Thì cái enzyme nó sẽ tiếp xúc với thức ăn, thì khi tiếp xúc với thức ăn á, thì nó sẽ giúp tiêu hóa thức ăn, và khi cái dinh dưỡng nó tiêu hóa sơ bộ thì nó bắt đầu nó đi xuống với cái ruột non và ruột già. Mà khi nó xuống ruột non ruột già mà rồi bắt đầu nó mới hấp thu thì con ếch mới lớn. Nhưng mà đằng này, thứ nhất khi mà nó nhiễm giun sán trong bao tử á, thì khả năng cái viên thức ăn mà nó được tiếp xúc, nó được tiếp xúc với nó được tiếp xúc với cái nó tiếp enzyme ra để tiêu hóa thức ăn là nó đã thấp rồi, là thức ăn không tiêu hóa tốt, mà xuống dưới bao tử niêm mạc đường ruột mà nó lại có giun sán nữa thì nó lại tiếp tục không cho cái thức ăn hấp thu. Mà khi chúng ta có giun sán trong cơ thể đường cái bao tử và ruột con ếch nó, thì nó khi ăn vào nó vẫn sử dụng một phần dinh dưỡng, nó sử dụng một phần dinh dưỡng của thức ăn mình để nó sống. Mà thứ hai á, là nó sẽ chuyển hóa cái thức ăn mình thành những sản phẩm mà con ếch không hấp thu tốt, rất là dễ bị bệnh đường ruột. Do đó trong quá trình nuôi ha, anh em thứ nhất định kỳ ví dụ khoảng 20 ngày là chúng ta cần phải sổ giun sán, tầm khoảng 40 ngày là chúng ta cần phải sổ trùng lông, và khi tầm khoảng 50 ngày trước khi chúng ta cần thuốc bán, chúng ta cần phải sổ một lần nữa ha. Cái này là cái kinh nghiệm mình thực tế mình làm để mà cho cái đài bài ếch mình hiệu quả. Thực sự cái bài ếch bữa hổm mình quay 45 ngày của mình á, nó rất là ốm còi mình sổ nên ếch rất là phát tốt. Thì 2 bữa 3 bữa nữa mình sẽ tiến hành mình quay lại, mình đi lại để mình quay cho các bạn xem, để thử cho các bạn xem là coi thực sự là nó đã hiệu quả như thế nào ha. Và một cái nguyên nhân tiếp theo á, đó chính là thực sự các bạn có nghĩa là trong quá trình các bạn ăn thức ăn á, các bạn ăn đạm cao. Các bạn đừng có nghĩ ăn thức ăn đạm cao là con ếch sẽ nó sẽ phát triển tốt, các bạn biết sao không? Bị khi các bạn ăn đạm cao thì con ếch sẽ tích mỡ. Thứ hai, khi ăn đạm cao là nó sẽ bị đường ruột các bạn. Con ếch nó sẽ khi mà chúng ta ăn vào trong cơ thể á, thì để tiêu hóa thức ăn á, là con ếch nó phải tốn một lượng năng lượng nhất định để nó tiêu hóa thức ăn, đúng không? Mà khi độ đạm nhất thể thứ nhất độ độ đạm đủ á, thì nó chỉ cần tiêu hóa thức ăn thôi. Nhưng mà khi mà cái độ đạm chúng ta dư khi hấp thu á, thì con ếch nó phải tốn thêm một phần năng lượng để bài thải cái đạm ra ngoài bằng hình thức là phân sống nha. Con ếch khi chúng ta ăn dư độ đạm nó vẫn phải tốn một phần năng lượng để nó tống cái lượng đạm dư ra ngoài, thì đó là một trong nguyên nhân làm cho nó tốn năng lượng, trong khi nó tốn ví dụ nó tốn 100% năng lượng để tiêu hóa đủ thức ăn thôi, trong khi bây giờ là cái độ đạm dư thì nó phải tốn thêm một phần năng lượng đẩy cái lượng đạm dư ra ngoài. Chắc chắn luôn là các bạn luôn nghĩ độ đạm dư thì nó sẽ có tắm ở ngoài, nó không hấp thu được đâu ha, nó tích mỡ chỉ dạng một phần thôi. Đó cũng là một nguyên nhân thì chúng ta cần để khắc phục trường hợp đó, thì chúng ta cần phải ăn đúng độ đạm, nghĩa là trong vòng 20 ngày đầu thì chúng ta có thể ăn 35 đạm, và sau này chúng ta có thể ăn là 30 đạm đến 28 đạm. Nếu mà ăn 27 28 đạm thì chúng ta có thể bổ sung thêm những sản phẩm mà bicomplex về dinh dưỡng ha. Và một cái nguyên nhân nữa mình nói đó, là một cái nguyên nhân hiện tại là rất là nhiều anh em bị đó, nghĩa là nó
nó nghĩa là con ếch mình nó đã bị ăn kháng sinh nhiều các bạn. Nhiều người nói là ăn kháng sinh nhiều là không có bị chậm lớn, nhưng mình khẳng định là khi chúng ta sử dụng kháng sinh á, trong ngày già này tháng nọ, ngày này tháng nọ thường xuyên á, thì nó sẽ làm thứ nhất là có hệ thần kinh con ếch nó sẽ bị tiêu, nghĩa là bị căng thần kinh, là đâm ra bị nể, ăn nhiều là thứ trước nhất là bị nể. Thứ hai á, khi chúng ta ăn kháng sinh vào á, thì cái cơ thể, cái gan con ếch á, các bạn khi để con ăn gan mật, con ếch nó sẽ teo và mật nó sẽ sậm màu. Mà các bạn thấy không, khi con ếch á, cái gan và cái mật của con ếch nó phải phát triển to tốt tốt, nó mới thúc đẩy cái quá trình chuyển hóa năng lượng, chuyển hóa thức ăn. Mà các bạn ăn kháng sinh nó tồn lưu trong gan và trong mật thì cái gan và cái mật con ếch nó sẽ không thúc đẩy quá trình chuyển chuyển hóa năng lượng và cơ vật chất trong cơ thể con ếch, thì nó cũng là cái nguyên nhân làm cho con ếch chậm lớn. Thật sự kháng sinh làm cho con ếch nó không chậm lớn, nhưng mà khi kháng sinh vào làm cho gan teo, mất chức năng gan, mật đen, nghĩa là gan mật nó bị suy giảm chức năng. Mà khi gan mật của gan mật của con ếch nó bị suy giảm cái chức năng của cái chức năng bình thường của nó, thì nó sẽ không làm cho coi cơ thể con ếch nó hoạt động chuyển hóa phân chuyển hóa năng lượng, chuyển hóa thức ăn một cách tốt nhất, thì nó cũng là nguyên nhân làm cho nó chậm lớn. Và thứ hai là một cái nguyên nhân nữa, đó chính là anh em là cho ăn, là mình nói đã bao nhiêu, một nguyên nhân kế tiếp đó chính là nguyên nhân chúng ta ăn không đúng độ đạm. Thật sự mình nói với các bạn á, khi mà các bạn nuôi con ếch, nói chung mình chấp nhận là tầm 24, 25, 26 đạm con ếch nó ăn nó vẫn phát triển, nhưng mà nó sẽ không phát triển nhanh và vượt trội và tối ưu giống như bình thường. Nói chung tối thiểu bây giờ mình phải ăn 28 đạm, nhưng mà ăn 28 đạm chúng ta cần phải bổ sung thêm những sản phẩm vitamin và B complex để thúc đẩy phát triển. Nếu mà chúng ta cần tối thiểu là chúng phải tăng từ 28 đến 30 đạm. Nhiều bạn điện hỏi anh Việt ơi, tại sao mà con ếch em chậm lớn, mà hỏi rất là nguyên nhân chia ra cho cùng là các bạn ăn độ đạm dưới 20 đạm, 18, 20, 22 đạm. Các bạn mà các bạn ăn đạm thấp thực sự là nó vẫn phát triển, nhưng mà thực sự nó không lớn, cho dù các bạn trộn sữa dinh dưỡng như môi trường như thế nào nó vẫn không phát triển vượt trội bằng ăn 28 đến 30 đạm nha. Thì một nguyên nhân kế tiếp mà nó cũng làm nguyên nhân con ếch nó chậm lớn đó chính là con ếch chúng ta bị cận huyết, nguồn ếch bị thối hóa giống. Nghĩa là quan sao khi cái cồn nguồn ếch chúng ta, cái bố mẹ to con bự con, thì chúng ta nuôi khoảng chừng 2 tháng là chúng ta đạt già mẫu 3 rồi. Nhưng mà trong khi con bố mẹ của nó, thực sự con bố mẹ của chúng ta là giữa bố mẹ chúng ta nhỏ con bố mẹ ếch nó nhỏ con, thì cái thế hệ con nó phải nhỏ con. Thì cho dù các bạn ăn thức ăn cải thiện thì nói chung nó vẫn cải thiện, nhưng mà chỉ một phần thôi, nó vẫn không bằng với những con bố mẹ bự con. Thứ hai á, khi chúng ta có hiện tượng lai cận huyết á, nghĩa là con ếch nó sẽ mang những đặc điểm tính trạng của cái nguồn ếch đồng là nó sẽ rất là nhỏ con. Nghĩa là bởi vì khi mà cái vấn đề mà clip mình nói trước, tại sao mình sử dụng cái ếch nái nái này, mình vẫn kiếm cái nguồn thứ nhất là xa xa càng tốt, và đặc biệt là có nguồn đực thái ghim nó càng tốt nha. Nghĩa là con ếch của chúng ta nó không bị lai tạo, nó không bị cận huyết, thì cái đàn con của nó sẽ, thứ nhất nó sẽ tốc độ phát triển tốt nè, thứ hai là nó sẽ rất là khỏe mạnh, nó không bị mầm bệnh. Giống như các bạn từ người gia súc gia cầm thì các bạn biết thực sự nếu mà hiện tượng cận huyết thì nó sẽ có tác động rất là mạnh đến thế hệ sau này ha. Và cái đó là một nguyên nhân, thì mình nói đó là thêm một cái nguyên nhân nữa ha. Thì trên đó là mình để mình xem coi còn nguyên nhân nào nữa không. Cũng có một nguyên nhân nữa, đó chính là cái cách cho ăn của anh em. Cái nguyên nhân này là khách quan thôi ha, nguyên nhân của khách quan thôi. Nhiều khi một số anh em á, các bạn khi mà các bạn chó ăn á ha, nghĩa là ví dụ trong khi nó ăn là một bao thức ăn, thì các bạn chấp nhận các bạn phải chia ra, các bạn gãi qua một lần, gãi qua một lần, trong khi các bạn gãi xuống, mà trong khi chúng ta gãi thức ăn mà con ếch nó rớt xuống dưới nước rồi thì con ếch sẽ không ăn, mà các bạn cứ nghĩ ăn ba ba bốn bao mà tại sao con ếch không phát triển, đó cũng là một cái nguyên nhân nữa. Chứ thứ hai là một nguyên nhân nữa các bạn, thời điểm này á mình chấp nhận cái thời điểm này con ếch nó lạnh năng yếu là một phần thôi, nhưng mà một phần môi trường nước, các bạn các rễ á, thời điểm này nguyên nhân làm cho con ếch ăn chậm ăn yếu thì ngoài yếu tố là nhiệt độ lạnh, thì nó còn một cái yếu tố nữa, đó một yếu tố nữa, nó chính là do cái nguồn nước dơ ha. Cái nguồn nước dơ cũng làm cho con ếch mình nó chậm lớn nữa ha. Thì đó, thì đây mình sẽ tổng hợp lại những nguyên nhân và những biện pháp khắc phục rồi đó. Thì các bạn, nếu mà các bạn nào trong quá trình nuôi mà gặp giống như 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 cái trường hợp của mình á, thì các bạn cứ xử lý đúng như cái phương pháp mình cam đoan với các bạn á. Nói chung mình nó không nói tuyệt đối, nhưng mà những cái đó là những cái mình đã, khi mà xong trong khi mình điều trị cho khách hàng tại khu vực này mình thấy như thế,
mình sử dụng như thế, mình điều trị như thế, nhiều khi sẽ có những lúc trước có những cái trường hợp đó mình sử dụng cái phương pháp nó không hiệu quả, nhưng mà qua cái quá trình mình làm, mình đúc kết kinh nghiệm, mình thử nghiệm nhiều trường hợp thì mình thấy hiệu quả. Thì những cái mình chia sẻ với các bạn là những cái những người, những anh em họ đã làm thực tế và hiệu quả rồi, là rồi mình mới dám trên đây chia sẻ. Chứ thực sự đối với các bạn, nhiều khi nhiều người nói tại sao mà những việc mà mình nói là không có bằng chứng khoa học, sách vở gì chứng minh cả, mà tại sao mình dám trên lên nhà này chia sẻ? Bởi vì mình nói về, có thể về nguyên tắc cơ bản học thì mình không biết, nhưng mà về thực tế thì mình chắc chắn với các bạn là những cái này là mình đã từng trải, mình từng làm, mình từng thấy và có người áp dụng rồi, mình mới dám trên này nói. Các bạn biết, nói trên mạng cộng đồng là hàng ngàn người thấy, mà nếu mà mình nói sai thì chắc chắn sẽ nếu mà mình nói sai thì chắc chắn sẽ bị các bạn phản hồi không tốt, chỉ trích ha. Thì nhưng mà thực sự mình cũng không ép các bạn tuyệt đối theo mình 100%, thì trên đây là những cái mình chia sẻ. Thì thực sự các bạn nào nếu mà thấy hữu ích, áp dụng được thì áp dụng, còn những nếu mà thấy mình nói chuyện không đúng không thì các bạn có thể không nghe theo, không làm theo, cái đó là quyền tự do của mọi người ha. Thì cái video của mình chia sẻ đến đây là cũng hết ha. Thì còn cái video về phân tích cái độ đạm thì mình hứa mình sẽ cố gắng làm, mình đang có bằng chứng khoảng 80% rồi. Thì nào tuyệt đối, giống như các bạn thấy không, có một cái video mà anh Toản với mong anh ngoài Bắc kêu mình á, là khẳng định là ăn độ đạm nó không ảnh hưởng đến giới tính. Khi mà mình đã nhận được câu hỏi, nhận được cái lời đề nghị và nhận được cái đề nghị của các bạn á, là không phải mình tự nghĩ sao mà nói vậy đâu, mình phải lên mạng tìm hiểu sách vở kiến thức và hỏi những người biết. Khi mà mình chắc chắn 100% mình mới dám làm cái clip như này để mình thông báo mà mình nói với các bạn, chứ không phải tự nhiên mà mình muốn nói sao nói đâu ha. Rồi thì video của việc đến đây là kết thúc. Thì các bạn nào thấy hay và bổ ích thì nhớ bấm like và chia sẻ ủng hộ kênh Việt Si Bình nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn.